Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Văn Vlog và mình là Văn Văn Lazada. Thì hôm nay chúng ta sẽ test cái tốc độ thực của cái thánh sim 3G mua trên Lazada xem nó như nào. Đây là cái sim lần trước mình có làm cái review mở hộp cho các bạn xem, à mở túi cho các bạn xem ấy. Thì một chút trục trặc về máy móc không test được, hôm nay thì mình sẽ làm lại clip test trên cái điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X. Thì cái sim nó rất là rẻ. Rồi, ok. Với cái thằng Xiaomi Redmi Note 4X thì thằng sim thằng này lắp hơi khó một chút, tại vì nó sẽ có cái khay sim này. Thì chúng ta sẽ lắp cái khay sim này vào đây và cái sim này vào đây. Rồi bây giờ tôi sẽ lắp vào máy và thử tốc độ nhá. Ok. Rồi như vậy chúng ta đang ở cái chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X và mình đã lắp cái phần sim vào rồi. Thì rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt sim. Trước hết mình bật wifi lên đã. Mình cần tải một cái ứng dụng để có thể test được cái tốc độ, đó chính là cái speed test. Thì các bạn để vào cái CH Play tải cái speed test về. Speed test nó là một cái phần mềm hỗ trợ để đo cái tốc độ đường truyền. Rồi mình sẽ tải cái speed test về, rất nhiều ứng dụng speed test trên này. 1 triệu tải xuống đây, 100 triệu tải xuống, tải còn nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ dùng cái 100 triệu tải xuống này. Reset. Bây giờ chúng ta sẽ test trước với cái tốc độ đầu tiên là test với cái tốc độ của wifi. Bây giờ có một cái bài test đầy đủ các hiệu năng của nó. Rồi. Ví dụ mình hiện tại mình đang dùng cái đường truyền của FPT cáp quang FTTH và F5 tốc độ khoảng 27 Mbps, thì xem nó test sẽ như nào. Giờ chúng ta sẽ begin test. Nó sẽ test đầu tiên là tapping tiến độ trễ này rất nhiều. Bây giờ nó đang test download nhựa ping 1 ms đối với đường truyền cáp quang FTTH của FPT. Như vậy tốc độ download là 29 Mbps. Kinh khủng chưa? Download là 29 Mbps và upload là 28. Nói chung là cũng gần sắp xỉ là 29 Mbps. Đối với cái đường cáp quang thì FTTH thì cái tốc độ đường quang bao giờ nó sẽ là cái đường up và đường down nó bằng nhau. Rồi đây là bài test chuẩn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái thánh sim 3G xem nó như nào. Thì trước hết để phải cài đặt cái thánh sim 3G đã, mình sẽ tắt wifi đi này. Rồi mình sẽ kích hoạt cái thánh sim này lên, mình sẽ vào cái phần sim card, mình bật cho nó sử dụng cái mobile data. Rồi ở đây mình sẽ bật cái mobile data lên. Rồi bây giờ thì tôi sẽ mở lại cái speed test. Bây giờ cái speed test mình đâu. Rồi nó có biểu tượng chữ H đây, tức là mình đã có đang sử dụng 3G rồi. Nếu nó hiện số 4 thì chúng ta đang sử dụng 4G. Rồi vậy khá là chậm. Mạng chưa có. Rất chậm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bài test này. Đây là chúng ta đang sử dụng trên cái thánh sim 3G của Vietnamobile. Như vậy cái tốc độ ping nó là 63 ms, rất là chậm luôn. Cái ping này càng cao thì độ trễ nó càng cao và cái đường truyền nó sẽ nhấp nhổm. Chưa có kết quả. Như vậy là cái tốc độ test thực của mình download nó có 0.68 Mbps thôi. Đây là cái đường down này. Và được upload thì chúng ta nó đang thực hiện bài test upload thì xem như nào, rất là chậm. Như vậy upload là cũng bị xịt, upload xịt luôn, không up được. Và như vậy cái mình thấy như một số cái trang review khác nó test ra là cái tốc độ là 1 Mbps và up là 1 Mbps, down là 4 Mbps.
thì có lẽ mình sẽ thử sang một cái địa điểm khác. Thì tại mình đang ngồi trong văn phòng studio, nó có thể nó khá nhiều tường nó che. Bây giờ mình sẽ thực hiện bài test khác, mình sẽ lên một cái chỗ nó cao hơn chẳng hạn, nó nhiều sóng hơn. Ok. Rồi bây giờ mình đã di chuyển ra một ở cái địa điểm nó cao hơn, sóng thiết tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái bài test này. Cái mất lại bật camera lên. Rồi giờ chúng ta sẽ bật speed test. Thì xem cái chất lượng của thánh sim 3G Vietnamobile nó có cải thiện hơn không. Vẫn bên này có vẻ nhiều khu cao tầng quá, chỗ này toàn tầng với tầng với tường nữa. Mình tắt wifi rồi nhé. Rồi chúng ta sẽ thực hiện bài test. Nó đã pin được 68, tìm được cái chỗ nó không có cái pin thấp hơn đường 66 này. Những chỗ mà không có cái ấy rất khó, chỉ có ra vùng hồ thôi. Rồi như vậy đa là 1,72 mê. Cái đường áp xem nào. Thực ra với cái đường 3G thì cái đường áp bây giờ nó sẽ thấp hơn 4 lần với cái đường đao. Không như các quang thì đường đào và đường áp nó sẽ ngang ngang nhau, không áp lót rồi. Rồi ok, giờ mình sẽ thử sang cái sim 4G của Viettel. Mình chuyển sang một cái sim của Viettel 4G. Đây một cái, mình có một cái sim 4G của Viettel đây. Thì chúng ta sẽ xem cái tốc độ nó so sánh với cái thằng Vietnamobile như nào. Cái sim Vietnamobile thì mình không thể test upload trong điều kiện ngồi trong phòng hoặc là lên chân thượng, không thể test được. Giờ chúng ta sẽ thử sang cái sim của Viettel xem nó có, chắc chắn là sim của Viettel sẽ tốt hơn, nó là 4G rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng thử nhá. Ok. Rồi đây mình đã lắp sang cái sim 4G của Viettel. Cái gì không cần. Giờ mình sẽ kiểm tra một chút về thông tin của sim card. Đấy, giờ đang dùng Viettel này. Rồi. Sao nó không hiện 4G nhỉ? Đấy, một lúc nó lên chữ 4G rồi, các bạn nhìn thấy số 4 chưa? Rồi, giờ chúng ta sẽ test cái tốc độ của thằng sim này. Thì xem nó ra như thế nào. Vâng, rất nhanh, nó begin test cực kỳ nhanh luôn. Như vậy một cái sim 4G của Viettel thì nó ping là 16 thôi. 16. Thì chúng ta sẽ test tốc độ download. Hai mươi tám mê, ngang cái đường cáp quang của FPT luôn. Rất nhanh. Upload. Upload thì chỉ có một nửa thôi, nó chỉ có 13 mê thôi. Như vậy với cái thằng tốc độ của sim Việt Nam ơi, các thấy nó thấp như nào? Chỉ có chưa được 1 mê cái đường upload. Còn upload thì tịt hoàn toàn luôn. Còn đối với cái sim 4G của Viettel mua thì nó rất tốc độ rất cao, nó cũng cái đường upload nó ngang cái đường cáp quang của FPT rồi. Đường FPTH nhá. Đấy là sim 4G. Rồi thực hiện một cái bài test về cái tốc độ thực của thánh sim 3G Vietnamobile. Thì kết quả test như nào rồi chúng ta cũng đã thấy trong cái clip mình vừa làm. Thì thật sự tốc độ nó rất là thấp, có chưa được 1 mê cái tốc độ về download. Như vậy đối với cái sim này thì các bạn có thể sử dụng để nói chung là để chữa cháy nhiều hơn, chứ để mà dùng truy cập mạng hàng ngày mình nghĩ là nó khá là thấp cái tốc độ này. Và đối với các bạn dùng ở các cái vùng sâu vùng xa như là các cái vùng miền núi hoặc là các cái vùng mà nó không có cái hạ tầng của Vietnamobile, thực sự là cái sim này mình nghĩ là mua về không dùng được đâu. Thì đối với các bạn ở những các cái thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và các thành phố Hải Phòng những thứ mình sử dụng thì nó hợp lý hơn rất là nhiều. Còn đối với các miền núi thì mình nên sử dụng các cái sim 4G của
Viettel hoặc là các cái nhà mạng khác như là Mobifone chẳng hạn, thì nghĩ nó là hợp lý hơn. Còn đối với cái sim này thì rẻ thì rẻ thế đấy, nhưng mà thực sự thì tốc độ nó không quá là cao, vì mình cũng không thể trách được, vì nó là tốc độ của 3G, hạ tầng của 3G, bao giờ cái băng thông nó sẽ thấp hơn cái 4G. Rồi, như vậy trên đây là cái phần test chi tiết về cái tốc độ sim 3G, thánh sim 3G của Việt Nam Mobile so với các cái đường truyền Wi-Fi chúng ta dùng ở nhà này, với 4G của Viettel, và một chút cái cảm nghĩ của mình về cái thánh sim 3G này. Rồi ok, nếu thấy clip hay ý nghĩa thì nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo, các cái review về các cái sản phẩm trên Lazada cũng như các cái trải nghiệm với công nghệ khác. Ok, xin cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và gặp lại trong các video sắp tới. Xin cảm ơn rất là nhiều, xin cảm ơn.